trẻ rồi ông trẻ. Ờ ông cứ đứng kia rồi hả? Anh xếp đi. Xấu quá bỏ ra nha chị. Ôi, này dễ dàng chơi, giống như bậy lắm, đừng đu cây nha, nó cây cầm bốp với nó đi. Anh Phi lên đi. Lên đi. Này đục chết luôn á. Có cây nào cao không anh Hoàng? Để em cắm này một xíu nè. Ai lùng xuống đây hái này. Bao nhiêu cây đây em trai ơi? Chắc hết chưa? Chắc hết rồi, bao nhiêu cây để có biết đường xếp xe chứ. Đó, 1.000 cây. Đó, đường này lớp đấy. Có 1.000 cây á. 1.000 cây đi 3 lớp đi. Đi 3 lớp ra tới đây xong giật xuống 2 lớp là vừa nè. Đi ra đi. Đây lấy thêm sọc đi. Đây lấy sọc luôn á. Đóng sọc. Ở gần mà muốn. Nè, sọt vào đây đầy đấy nè. À, nặng thật đấy, sáng sớm này. Em bán 20 cây để em về em cho em chồng em ghép vô. Không, 20 cây không có ghép đâu. Không có à, Lê? Ở đằng sau vườn đấy. Quá. Cái đóng bừng nhé. Đóng bừng đi. Không không bừng đóng. Bừng chỗ nào mà đóng? Hả? Đóng bừng vô, bừng cái cửa, cửa đó kìa. Ê! Thế rồi, gửi chân rồi. Đi hai lớp đẹp hơn á. Ê xuống có sao đâu. Thôi được rồi. Chị dễ mà. Chị thì lên thì chị xuống à. Em thích thì chị lên, em thích thì chị xuống. Thôi lỡ lên lên luôn có xuống gì nữa. Lên nhưng mà cũng có lúc em phải cho chị xuống chứ. Lên biết cái mà chị chết à. Không trời ơi nè. Lên có cả ngày nó ừ thế. Ở lên cả ngày ở miếc vậy có mà chết à. Đuối. Xuống lớp thì chứ đúng không ạ? Nó đã là xuống lớp đâu. Nó có kêu đâu. Nó bảo nó ở mài ở trên nó đi. Khổ rồi. Ừ, nó đúng đéo chỉnh lại. Ngoài vào lớp thì 4 lớp thì nó vào với trong bình này nữa mà cái này luôn. Nó thật là đúng rồi đó. Chạy đường xe là đúng quá, nó bẻ tay lái như tập thể luôn.
nào cũng bốc rồi ta. Xong 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 nào kệ chứ. Sao xuống gấp được em? Gấp nó đuối. Gấp nó đuối lắm em ơi, từ từ chứ. Em cứ vội vã không mà. Bác chị lên rồi lại bác chị xuống như này chết thôi. Quay lên quay cơ chứ nó tóc mới làm. Mới làm ấy chứ. Biết tóc mới chứ. Thôi được rồi em ơi, kìa mà xài lắm rồi. Cái mày em nó chạy luôn đấy. Chạy nữa là không, em tính hết rồi. Tôi biết rồi à. Dũng đứng bên tre luôn. Nhanh, nhanh. Dũng viên ấy người người mẫu đó. À mà mang trong vai băng heo à? Băng heo luôn à, băng hà luôn đấy. Băng heo, băng hà luôn. Ôi lấy sọt ở đây. Ôi, sọt ở đây đấy thôi. Trong lưng hết đó chồng. Đây cả. Đi qua. Cái gì nói chứ? Cái này được không? Thấy mẹ mày hồi đấy đẹp gái không? Đẹp lắm. Này đi hơi lớp rồi đẹp. Lỡ rồi gì? Lỡ rồi hả? Cho nó nặng đầu. Tập nó lâu tập hình xỉu. Tập lại tay lái lại. Băng băng. Làm sao? Hai băng băng thì làm sao? Ở ai nói gì đâu? Này thấy bà mì đi làm son môi, mì đi làm son môi. Đâu? Môi đâu mà? Môi chăm. Môi chăm mà chưa dặm lại. Thôi hẹ này xuống. Bóc gần xong rồi nó mới cảm ơn bóc thả cửa ra. Mở lại hạ xuống luôn đi nè. Đấy là hả? Hết rồi à? Còn à? Em còn rồi nhé. Mười ba người. Mười ba người ông già nữa, mười ba ông già đâu? Ông già nữa mười ba.
bốn người sao chứ. Cái sau này đẹp này. Nãy ông anh kia tính là giống như bài đây thôi. Chỉ tính không. Cái này. Bên đây ngọn thung quá rồi. Ông lấy được cái đẹp không? Bên này không nhỉ? Tủ biết đâu á. Công có hỏi là chém nổi đâu. Mấy công có người hỏi là em ơi, cho em mặc áo đỏ có yêu chưa? Má, mới áo đỏ bắn mày xong ói mất công 10.000 đấy. Chị cứ tưởng. Tưởng càng nó mặn lắm rồi nó có cháy luôn.